phát ra không có một chút vui sướng nào, ngược lại còn mang theo một chút hoảng sợ. Nàng sao lại tới đây? Làm sao có thể? Nghe được câu nói này, Trần Khuynh Địch lập tức cực kỳ vui mừng, đây xem ra chính là không hợp nhau a. À? Xem ra Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân còn chưa thành lập được quan hệ tốt đẹp, nếu vậy hắn chẳng phải là lã vọng câu cá sao? sao lã vọng câu cá kể về ông khương thượng thời nhà chu ngồi câu cá trên một bến sông nhưng cần câu không có móc thực ra mục đích của ông không phải là câu cá mà ngồi suy ngẫm về thời cuộc chu văn vương đã thấy được tài năng trong con người ngồi câu cá này và đã mời ông về làm quan sau này ông đã làm nên sự nghiệp cho nhà chu tích này muốn nói muốn làm nên sự nghiệp phải biết dùng người và cũng phải biết chờ thời nghĩ tới đây ngữ khí của Trần Khuynh Địch lập tức chậm lại, không có việc gì, bây giờ muội hãy tản bộ ở ngoài thành một chút, ta sẽ canh chừng cho muội, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đuổi Trần Tiêm Tiêm đi, muội lại trở về là được. Tốt, cảm ơn đại ca ca, ta hiện tại cũng không muốn nhìn thấy nàng. Ngoặc kép, ừm, đây là một biện pháp tốt, cứ tin tưởng vào ta. Trần Khuynh Địch vô cùng hài lòng cúp điện thoại, không đúng, là dập máy thông tin Ngọc Bài. Bất quá vào đúng lúc này, suy nghĩ của hắn đột nhiên nhảy một cái, cảm thấy có một chút không đúng, lần cử động này của bản thân có phải hay không là có một chút kỳ quái a. À? Chỉ là cụ thể kỳ quái ở đâu, hắn vẫn còn chưa biết rõ ràng. Mà ở một bên khác, Dương Xuân cũng dập máy thông tin Ngọc Bài, bất quá thì khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch đang mê mang bên trên khuôn mặt non nớt của cô gái nhỏ là một mảnh đỏ bừng, tràn đầy ngượng ngùng. Hi hi, tiểu yêu, người nói xem cái này có giống như là bắt gian hay không? Quẹ, ở trong đầu của Dương Xuân, tiểu yêu phát ra âm thanh nôn mửa danh xứng với thực, cả người cũng không thoải mái, nói cái đồ mê trai này. Không bằng ngươi hãy tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đối phó với man tộc đi a à, dính vào yêu đương nhảm nhí, về sau làm sao có thể đạt tới đại đạo. Phi, ta thấy tiểu yêu ngươi là do chưa từng yêu đương, cho nên đang ghen tị. Hừ, ai thèm ghen tị chứ? Ngươi dám nói như vậy nữa ta sẽ trở mặt với ngươi đây. Ta rất hung dữ đó có biết hay không? Ha ha ha, chỉ là, vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Dương Xuân, cũng không nghĩ tới là. Cũng may là còn có Thiên Lý Hương, cùng với con trùng truy tung này, nếu không thành thanh đế lớn như vậy, Muốn tìm một người còn không phải là mò kim đáy biển hay sao? Trần Tiêm Tiêm không có chút hoang mang nào lấy ra một con trùng nhỏ màu vàng, sau khi thả ra, liền thản nhiên đi theo nó tiến về phương hướng cửa thành. Gạch nối gạch nối gạch nối, tên biến thái chết tiệt, bại hoại, cầu tặc vô sỉ, ta và ngươi là thế bất lưỡng lập. Đi ở trên đường, Lạc Tương Tư cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm. Đồng thời còn không ngừng điều chỉnh khí tức của bản thân, vừa rồi nàng ở dưới sự tức giận, vô ý dẫn nổ tiềm năng của bản thân, dùng một hơi đột phá đến cảnh giới Hậu Thiên Đăng Phong tạo cực, nhưng vẫn chưa ổn định, nếu không giữ vững sẽ rớt xuống cảnh giới cũ. Bất quá vào lúc này Lạc Tương Tư đã không có tâm tình đi tu luyện. Không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy trở về mới được. Đừng quên ở bên phủ thành chủ kia còn có một thiếu nữ xa ngã đấy. Nếu mình không trở về, cái tên Trần Khuynh Địch kia bởi vì mình chạy trốn không thỏa mãn được dục vọng nhất định sẽ câu dẫn nàng, sau đó sẽ ném nàng lên giường, làm tiếp chuyện như lúc trước loại chuyện này, lạc tương tư ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Lấy dũng khí, lạc tương tư nhanh chân chạy về phía phủ thành chủ, quyết định nếu như Trần Khuynh Địch muốn dùng bạo lực, nàng sẽ liều mạng với hắn. Ừm, Lạc tiểu thư, Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư còn chưa chạy đến phủ thành chủ đã gặp được Trần Tiêm Tiêm liền giật nảy cả mình, chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ nói cái tên biến thái chết tiệt kia không xuống tay với nàng? Ngươi không sao chứ? Cái tên biến, Trấn cương sứ đại nhân có động chân động tay với ngươi hay không? Ai, thần sắc của Trần Tiêm Tiêm động lại, lập tức khiến cho trong lòng của Lạc Tương Tư có cảm giác nặng nề sau đó chỉ thấy trần tiêm tiêm thở dài nói ai thật đáng tiếc sư huynh cũng không hề động tay động chân với ta hai lạc tương tư nhìn trần tiêm tiêm không ngừng than thở trong lòng lập tức hiểu được rất rõ ràng cái tên cầu tạc trần khuynh địch kia nhất định là đã xuất thủ đối với trần tiêm tiêm chỉ là do trần tiêm tiêm bận tâm đến danh dự của người yêu cho nên mới không có nói ra nhưng vẫn như cũng không thể không than thở nhất định là như vậy khác biệt cùng với việc trần tiêm tiêm luôn suy nghĩ tốt về trần khuynh địch lạc tương tư trên cơ bản đều là nghĩ xấu cho trần khuynh địch hơn nữa còn là muốn xấu xa hơn nhiều yên tâm đi tiêm tiêm không có chuyện gì lạc tương tư kéo tay của trần tiêm tiêm lại kích động nói ra tất cả đều đã trôi qua cũng chỉ giống như kim đâm mà thôi thoáng một chút liền quên đi a à à Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc mà nhìn vị nữ tướng bỗng nhiên trở nên kích động trước mắt, nói thật sự là đáng tiếc. A à, đúng rồi, lạc tỷ tỷ, người có biết Dương Xuân ở nơi nào hay không? Mặc dù có thiên lý hương, nhưng trùng truy tung có tốc độ quá chậm, nếu như có thể hỏi được đáp án chính xác đương nhiên là tốt nhất. Dương Xuân, thần sắc của lạc tương tư biến đổi, trong đầu lập tức nổi lên một cảnh tượng bạn gái thân ở cùng một chỗ cùng với bạn trai, mà Trần Tiêm Tiêm thì ngàn dặm xa xôi đến tìm bạn trai, lại nhìn thấy bạn gái thân nằm ở trên một cái giường cùng với bạn trai, ở dưới sự cực kỳ bi thương, trực tiếp tìm một sợi dây thừng để treo cuộc tự vẫn. Không được, lạc tương tư hoảng hốt hô lên, cái gì không được, Trần Tiêm Tiêm híp híp hai mắt, rất có thâm ý mà nhìn lạc tương tư, hỏi. Ách, cái kia, con mắt của lạc tương tư chấp chấp, không được. Lúc này tuyệt đối không thể để cho Trần Tiêm Tiêm tìm tới Dương Xuân. Có biện pháp nào có thể làm cho nàng? Đúng, đúng, chỉ cần lừa nàng là Dương Xuân đang ở ngoài thành chẳng phải là được sao. Dù sao thì ngoài thành lớn như vậy, tùy tiện mang nàng đi dạo chơi khắp nơi, sau đó nói là không tìm được, không phải là sẽ tốt hay sao. Đây thật sự là một ý kiến hay tuyệt diệu. Ta, ta giống như nhìn thấy dương xuân đã đi ra khỏi thành, ra khỏi thành đúng, đúng a à. người nghĩ đi dương xuân thế nhưng là sư muội của chấn cương sứ đại nhân ngay cả đội quân đóng giữ ở phủ thành chủ đều là do nàng phụ trách quản hạt cho nên nàng hiện tại khẳng định đã mang theo thủ hạ đi ra bên ngoài thành. Ừm, không sai lạc tương tư vừa phân tích sắp xếp vừa gật đầu nói ra, đương nhiên đây đều do nàng bịa ra. Chương 66, Phi thú trai. Dù sao thì đội quân đóng giữ phủ thành chủ chỉ mới vừa vặn được thành lập, vẫn chỉ là một nhóm quân chưa được chỉnh đốn, cũng chưa tạo dựng được thiết luật, chỉ có hơn 100 vị đệ tử đến từ Thuần Dương cung mà thôi, cơ hồ tương đương với một đám ô hợp, làm sao có thể có người mang theo một đám ô hợp đi ra ngoài thành đây? Dương Xuân chính là đệ tử Thuần Dương cung, không có khả năng ngốc như vậy nha. Lạc tương tư vừa cười thầm ở trong lòng, vừa tiếp tục duy trì vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tin tưởng ta, Dương Xuân nhất định là ở bên ngoài thành. Chúng ta đi ra bên ngoài tìm một chút đi. Được, Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bật cười lớn, nói ra. Hai người một trước một sau, cứ như vậy đi tới cửa thành, mà ở nơi đó, hai người lại ngoài ý muốn thấy được một bóng người cao lớn. Biến Trấn cương sứ đại nhân, Lạc Tương Tư kinh ngạc. Sư huynh, Trần Tiêm Tiêm cũng hô lên giống như có điều suy nghĩ. Hai tiếng hô này khiến cho Trần Khuynh Địch ở trên đầu tường chú ý, quay đầu lại xem xét, kém chút nữa đã bị dọa cho hồn phi phách tán. Gặp quỷ, vị tổ tông này tại sao lại đến đây a? À? Nàng hẳn là không biết Dương Xuân ở ngoài thành đâu nhỉ? Ngưng thần xem xét, sau khi nhìn thấy thân ảnh của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ, thì ra là thế, trước đó Dương Xuân có quan hệ rất tốt với vị Lạc tướng quân này, cho nên Lạc tướng quân biết rõ hành tung của Dương Xuân cũng không kỳ quái. Không được, không được, không được, mình nhất định phải ngăn cản các nàng đi ra khỏi thành. Mà ở bên dưới thành, Lạc Tương Tư cũng chú ý tới việc Trần Khuynh Địch quang ánh mắt tới, âm thầm dò xét. Cái tên biến thái này thế mà lại tự mình đến cửa thành, chẳng lẽ là không muốn để cho người ra khỏi thành? Chẳng lẽ nói, tên gia hỏa này lại muốn để cho Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm gặp nhau? Không sai, nhất định là như vậy. Dạng biến thái giống như hắn nhất định sẽ không thỏa mãn với một người, khẳng định là nghĩ đến mộng đẹp trái ôm phải ấp. Thậm chí còn nghĩ đến việc đùa bỡn tình cảm của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm. Không được, mình nhất định phải ngăn cản hắn, nhất định phải mang Trần Tiêm Tiêm đi ra khỏi thành. Ánh mắt của hai người giao hội trên không trung, đột nhiên bắn ra một vài tia lửa kịch liệt. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch hơi hơi ho khan nói, "Thật xin lỗi a à, Trần sư muội, ta vừa tới thành Thanh Đế được mấy ngày, phụ trách công việc trấn cương xứ, cho nên phải kiểm tra công trình bảo an cửa thành một chút, bởi vậy bây giờ tạm thời không cho phép người ra vào." ngày mai muội lại đến nhé. Ồ, vậy sao? Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt thất vọng. Làm sao lại như vậy? Lạc tương tư lớn tiếng nói, không cần phải lo lắng, đây chỉ là một tòa cửa thành mà thôi, bốn phía đông tây nam bắc thành thanh đế đều có cửa thành, chúng ta có thể đi đến một tòa cửa thành khác. Thật vậy à, yên tâm, tuyệt đối không sai, lạc tương tư đánh cược nói, thuận tiện liếc qua trần khuynh địch ở phía trên tường thành, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cái tên biến thái kia, mặt đã trở nên đen thui rồi, hừ. Có ta ở đây, âm mưu của ngươi sẽ nhất định không được như ý. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục dùng giọng ôn hòa nói ra, "Ai, thật xin lỗi sư muội, hôm nay tất cả bốn tòa cửa thành đều bị phong bế." Vừa dứt lời, một vị võ tướng ở bên cạnh Trần Khuynh Địch liền kinh ngạc nhìn về phía hắn, hỏi, "Đại nhân không phải ngài vừa nói là chỉ phong bế tòa này. Im miệng, ta nói phong bế chính là phong bế tất cả. Trần Khuynh địch cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra đối với vị võ tướng ở bên cạnh, dọa cho vị võ tướng này vội vàng im miệng cúi đầu, không dám nói tiếp. Mà lạc tương tư ở dưới thành cũng là thầm hận không thôi, bất quá nương theo sự hiểu rõ của nàng đối với thành thanh đế, nàng rất nhanh liền nghĩ đến một phương pháp khác, nói nhỏ tiêm tiêm, không có việc gì, ta biết một tòa phi thú trai ở trong thành, là địa phương chuyên môn nuôi dưỡng cầm thú phi hành, chuyên môn trợ giúp võ giả di chuyển đến các địa phương xa xôi. Mặc dù cửa thành đã bị phong bế, nhưng thuê một con linh cầm từ phi thú trai mà nói, hẳn là cũng có thể ra khỏi thành. Thật sao, cảm ơn lạc tỷ tỷ. Không cần phải khách khí, đây là chuyện ta phải làm. Trần Khuynh Địch, em mờ nó tại thành thanh đế, trong phi thú trai, hoan nghênh quang lâm, hai vị tiểu thư xinh đẹp, trên mặt của Lưu Liên Thành mỉm cười lễ phép, vô cùng khách khí nói với hai vị tiểu thư đang tiến vào. Nhìn khuôn mặt thanh tú của hai cô gái trẻ tuổi, trong mắt của Lưu Liên Thành cũng lóe lên một tia kinh diễm, cho dù là lấy kiến thức của hắn, hai vị tiểu thư trước mắt này đều có thể được coi là tuyệt sắc, bất quá sau khi nhìn thấy quân phục đại quân trấn cương ở trên người của một cô gái, hắn liền lập tức thu liễm thần sắc của mình. Người của đại quân trấn cương cũng không dễ chọc, nếu như bị người ta nhìn ra bản thân thất lễ sẽ không tốt. Hai vị tiểu thư, xin hỏi các cô có nhu cầu gì? Phi thú trai chúng ta đều sắp đặt phân bộ ở các nơi trong cả nước, bao quát cả 9 thành Nam Cương, đều có thể ra vào. Chúng ta muốn thuê một con phi cầm là loại tốt nhất kia. Lạc tương tư trước tiên nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm, khi nhìn thấy nàng gật đầu mới mở miệng nói. Được, phi cầm tốt nhất ở đây có tổng cộng 3 loại, linh ưng được nuôi dưỡng tỉ mỉ trong 100 năm, còn có tiên hạc đạo môn, cùng với chim đại bàng Phật môn, về giá tiền cũng là từ thấp đến cao, số lượng người ngồi cũng là đều từ ít đến nhiều, không biết hai vị tiểu thư cần chính là. Ừm, tiên hạc đi, Trần Tiêm Tiêm chủ động mở miệng nói. Tiên hạc sao, nếu là một con tiên hạc mà nói, đại khái cần bốn ngàn lượng. Trần Tiêm Tiêm lấy ra từ trong ngực một cái túi giao cho Lưu Liên Thành, sau đó mỉm cười, đây là lộ phí mà thạch trưởng lão cho nàng, trước đó nàng vẫn chưa có cơ hội sử dụng. May mắn mà có ca ca, hiện tại gia tộc sẽ không lại hạn chế kinh tế của Trần Tiêm Tiêm, cho nên nàng cũng không thiếu tiền đều là nhờ ca ca hì hì trần tiêm tiêm mỉm cười trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác ấm áp mà lưu liên thành sau khi kiểm kê xong số lượng cũng hướng về phía hai người nở một cười sau đó liền mang hai người đi đến ngự thú trận chỉ chốc lát sau một con tiên hạc màu trắng liền bay lên bầu trời bay thẳng ra bên ngoài thành thanh đế sau khi nhìn thấy khách nhân rời đi lưu liên thành cũng mỉm cười sau đó liền định trở lại cương vị của mình, chuẩn bị tiếp đãi một vị khách nhân khác. Phủ thành chủ làm việc, tất cả mọi người tránh ra cho ta. Một trận tiếng ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, khiến cho Lưu Liên thành nhướng mày, người nào lại dám dương oai ở phi thú trai. Phải biết rằng, phi thú trai cũng không phải là cơ cấu thương nghiệp đơn giản, mà là một bộ phận trực thuộc của ngự thú tông, ở trong thành thanh đế coi như là cũng có một chút mặt mũi. Bình thường sẽ không có ai đến gây chuyện mới đúng. Chương 67, so bối cảnh, người đến là ai, chẳng lẽ không biết, bớt nói nhảm, dùng hai tay ôm đầu, ngồi xuống ngay tại chỗ, ai dám đứng lên, chính là không tuân thủ mệnh lệnh. Nguyên một đám binh sĩ không quan tâm đến lời nói của Lưu Liên Thành, trực tiếp vọt vào phi thú trai, đánh cho đám nhân viên công tác một trận ê ẩm, khống chế toàn bộ, có một vài người còn muốn phản kháng. Nhưng sau khi nhìn thấy quân phục đỏ thấm của đại quân Trấn Cương, liền trở nên thành thật. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói xem chuyện gì đã xảy ra? Trần Khuynh địch vén rèm cửa lên, âm trầm sải bước đi vào, trước đó vì tránh để cho Trần Tiêm Tiêm sinh nghi, hắn không dám ngăn cản hai người thuê tiên hạc đi ra khỏi thành, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có biện pháp. Bản tọa là Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế, căn cứ vào tình báo đáng tin, phi thú trai dính líu với việc nuôi linh thú phi pháp, không có chứng nhận buôn bán, thuê lao động trẻ em, bản Trấn Cương hôm nay chính là đến để trừ hại cho dân. Lưu Liên Thành, nuôi linh thú phi pháp, không có chứng nhận buôn bán, thuê lao động trẻ em. Oan uổng, đại nhân, ta là bị oan uổng a. À. Hửng, Trần Khuynh địch nhướng mày, trực tiếp nhìn về phía Lưu Liên Thành, trong phút chốc, có một cỗ huyết khí hết sức kinh khủng trào ra từ trong cơ thể của hắn, giống như âm thanh sóng lớn va vào nhau, lại phảng phất giống như là một tiếng gầm thét, một đạo tinh khí lang yên màu đỏ thấm trực tiếp hất tung nóc nhà của phi thú trai. Theo ánh mắt của hắn, có một cỗ áp lực kinh khủng cũng rơi vào trên người của lưu liên thành đang ngồi trồm hổm trên mặt đất, từng vết nước từ dưới chân của hắn lan tràn ra, áp bách trầm trọng khiến cho lưu liên thành chỉ có cảnh giới luyện khí hóa thần kém chút nữa liền quỳ xuống. chấn chấn cương sứ đại nhân, lưu liên thành kinh hoàng nói, thật là oan uổng a, à. phi thú trai đều có đầy đủ tất cả thủ tục, nói láo trần khuynh địch nói ra không có một chút khách khí ta nói ngươi không có đầy đủ thủ tục thì đó chính là không đầy đủ hả trần khuynh địch thấy uy hiếp đã đủ rồi ngữ khí chậm lại nói khẽ bất quá thì sự tình cũng không phải là không có chỗ quay lại ngươi hãy thành thành thật thật nói cho ta biết trước đó hai vị khách mà ngươi đưa đi kia có phương pháp truy tung tiên hạc ở dưới chân hay không ta muốn biết các nàng đi đến nơi nào Ách, Lưu Liên thành khôn khéo cỡ nào, lập tức liền kịp phản ứng. Hai vị tiểu thư xinh đẹp vừa rồi kia, chính là người mà phủ thành chủ muốn tìm a. À. Đây cũng là tai bay vạ gió. Lưu Liên thành lộ ra vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói ra, cái này, trấn cương sứ đại nhân, phi thú trai ta một mực cẩn trọng ở thành Thanh Đế, làm ra cống hiến cho chín thành Nam Cương. Bớt nói nhảm, nói cho ta biết, có hay không? Cái này, 100 năm uy tín của phi thú trai. Có hay không, phi thú trai không có chứng nhận buôn bán, chăn nuôi phi pháp, cộng thêm việc thuê lao động trẻ em, ta hoài nghi còn có che giấu kẻ ăn cắp, dính líu với tạo phản, mau phong tỏa toàn bộ nơi này cho ta. Có, đại nhân, có ha, có phương pháp, lưu liên thành lớn tiếng kêu lên, kém chút nữa liền phun ra một ngụm máu hắn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua một tên gia hỏa nào không giảng đạo lý như vậy. Rõ ràng là chấn cương sứ đại nhân, làm sao lại giống như một tên lưu manh. Hừ, vậy thì còn tạm được, người thức thời làm tuấn kiệt nhanh lên cho ta. Trần Khuynh Địch khẩn trương nói ra, thời gian không đợi người, hắn cũng không thể lãng phí thời gian ở nơi này. Cái này, đại nhân, ta là có thể cho ngài nhưng phi thú trai ta nói thế nào cũng là một bộ phận phụ thuộc của ngự thú tông, nếu ngài cứ như vậy phá hư danh dự của phi thú trai, cũng chính là trở mặt với ngự thú tông. Thấy Lưu Liên Thành vẫn còn ôm tâm tư may mắn, Trần Khuynh Địch cười lạnh. So bối cảnh, Trần Khuynh Địch ta đời này là cực khinh thường những người muốn so bối cảnh với ta. Hừ, bản tỏa đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, đạo tử chân truyền của thuần dương cung Trần Khuynh Địch. Có bản lĩnh thì hãy nói bọn hắn tới tìm ta ha. Hiện tại, mau giao phương pháp tìm kiếm tiên hạc ra cho ta. Hả, Lưu Liên Thành vừa nghe đến ba chữ, thuần dương cung, này, lập tức liền biết vị trấn cương sứ đại nhân tân nhiệm này cũng không giống với mấy vị trấn cương sứ đại nhân trước đó, không chỉ là có thực lực xuất chúng, mà ở phía sau còn có sự ủng hộ của. Thánh địa võ đạo căn bản không phải là người mà phi thú trai có thể chọc nổi, là con ông cháu cha siêu cấp A. Lưu Liên Thành cũng được tính là khôn khéo, lập tức liền kho mình hành lễ nói, đại nhân chờ một lát, ta sẽ lập tức đi lấy phương pháp truy tung. Ừm, như vậy còn tạm được, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ vào bả vai của Lưu Liên Thành, nói, ngươi làm không tệ, chờ xong chuyện này, bản tỏa sẽ thay phủ thành chủ ban cho ngươi một tấm lụa biểu ngữ, xem như là một cửa hàng có uy tín trong thành thanh đế. Vâng, đại nhân, Lưu Liên Thành khóc không ra nước mắt nói. Vị trấn cương sứ đại nhân này thật đúng là có một phong cách riêng, mới vừa rồi còn là không có chứng nhận buôn bán, hiện tại đã biến thành cửa hàng có uy tín. Thật không biết là thành thanh đế có một vị trấn cương sứ như vậy, về sau sẽ biến thành dạng gì gạch nối gạch nối gạch nối Nam Cương là một vùng lãnh thổ phi thường cổ lão và rộng lớn, kéo dài mấy chục vạn dặm, cũng chính vì như thế, Đại Càn mới có thể xây dựng 9 tòa cổ thành bao chung quanh toàn bộ Nam Cương, 9 tòa cổ thành cùng một nhịp thở, cùng với rất nhiều bộ tộc quy thuận Đại Càn, bao phủ toàn bộ Nam Cương đạo, dựng lên một đạo phòng tuyến kiên cố. Ở bên trong đạo phòng tuyến này, chính là khu quản hạt của toàn bộ Nam Cương đạo chín tòa cổ thành tự nhiên là thế lực mạnh nhất, trực thuộc vào Hoàng Triều Đại Can, là trụ cột vững vàng của đạo phòng tuyến này, mà bộ tộc lệ thuộc vào từng tòa cổ thành Trấn Cương, chính là ở xung quanh tòa cổ thành của bản thân, hình thành nên một loại quan hệ cùng loại với liên minh, đồng thời cũng là đầu mối giao thông then chốt của từng tòa cổ thành. Dù sao thì Nam Cương Đạo cũng thực sự quá lớn, mà man tộc lại có thể đối cứng cùng với Hoàng Triều Đại Càn, cho dù chín tòa cổ thành cùng một nhịp thở, nhưng trên thực tế giữa các tòa cổ thành cũng có khoảng cách tương đối dài. Nếu như không phải đại càn dùng một lượng tiền tài khổng lồ xây dựng trận pháp truyền tống, chỉ bằng vào đạo phòng tuyến cực dài này cũng đủ để cho đại càn phải bỏ vào lực lượng gấp đôi. Ở ngoài ô thành thanh đế, dãy núi thanh đế, giữa khu rừng hoang dã, thỉnh thoảng sau cái chết của những con thú, phi cầm gầm rú, đặc biệt là ở sâu trong khu rừng, còn có yêu thú nắm giữ thực lực sánh ngang với tiên thiên, mà vào lúc này thì có một con hổ yêu màu trắng đang chém giết cùng với một con tê giác đầu mang giác, hai bên không ai nhường ai, liều chết đến cùng. Chương 68, Man tộc xâm lấn, cuối cùng vẫn là chúa tể Sơn Lâm chiếm cứ ưu thế, hổ yêu màu trắng gầm lên giận dữ trực tiếp đánh lên trên người của tê giác dùng móng hổ bẻ vụn lân giáp của tê giác trực tiếp moi trái tim của tê giác ra sau đó dùng một ngụm nuốt trừng vào trong bụng bên trên bộ mặt hung ác còn lộ ra một nụ cười cực kỳ nhân tính hóa ầm ầm đột nhiên có một tia chấp xẹt qua ở phía trên trời trong lập tức liền khiến cho hổ yêu màu trắng sợ hãi chỉ thấy nó đầu tiên là nhìn chung quanh sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó thế mà trực tiếp ném ra chiến lợi phẩm của mình kéo lấy thân thể bị thương giống như bị điên xông ra bên ngoài khu rừng phảng phất như sắp có đồ vật khủng bố gì đó sắp sáng lâm vậy khiến cho nó tràn đầy cảm giác nguy cơ oanh lại là một tiếng vang thật lớn tiếp đó ở bên trong cả khu rừng cuồng phong gào thét mây đen áp đỉnh khu rừng ầm ĩ trước kia lập tức trở nên yên tĩnh tất cả giã thú đều rơi vào trong sự yên tĩnh quỷ dị, động cũng không dám động một cái. tiếp đó cuồng phong hội tụ, mây đen càng là bay vào sâu trong khu rừng. mây đen cùng với cuồng phong hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cột khí màu đen thông thiên triệt địa sừng sững ở trên mặt đất. sau đó có một bóng người xuất hiện ở bên trong cột khí, cuối cùng cũng thành công. nơi này là nơi nào? đạo thân ảnh kia cưỡi một con voi lớn cả người như ẩn như hiện ở trong khí đen, có một cỗ khí tức vô cùng to lớn áp bách mà đến, làm cho người ta sợ hãi vạn phần, mà ở phía sau hắn, thân ảnh rậm rạp chẳng chịt liên tiếp hiện ra, mặc dù không bằng đạo thân ảnh kia, nhưng cũng rất khủng bố. Cuối cùng, cột khí màu đen tán đi, tăng thêm đạo thân ảnh kia, tổng cộng có 52 người xuất hiện ở trong khu rừng. Mà 52 người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cảnh giới tiên thiên. Những võ giả này rõ ràng là có biên chế, 12 võ giả luyện khí hóa thần yếu nhất hợp thành một tổ, tổng cộng có 4 tổ, ba tổ trong đó còn có một vị đội trưởng ngoài định mức, là cảnh giới luyện thần phản hư, mà cái tổ có khí tức mạnh nhất kia thì ở dưới sự cầm đầu của đạo thân ảnh cưỡi voi lớn, lặng lặng mà đứng thẳng. Mà mặt mũi của bọn hắn cũng cực kỳ kỳ quái, da thịt đen kịt phía trên còn khác lấy đủ loại đồ đằng màu máu, đồ đằng có phi cầm, có động vật, còn có hình người, thiên kỳ bách quái, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều mang theo vài phần khí tức man hoang cổ lão, điều này cũng tỏ rõ thân phận của bọn hắn. Man tộc, đại nhân, dựa theo kế hoạch, chúng ta đã tới thành Thanh đế, bất quá lần truyền tống này có động tính quá lớn, có lẽ là nhân tộc đã phát hiện ra. Không sao thân ảnh cầm đầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lần này chúng ta gánh vác nhiệm vụ trọng yếu nhất định phải mang truyền thừa thất lạc của tộc ta trở về cho nên người tới lần này bao gồm cả bản tôn ở bên trong đều ôm giác ngộ phải chết điểm này các ngươi chẳng lẽ không rõ hay sao đương nhiên là rõ ràng chỉ là đại nhân cho dù lấy được truyền thừa bây giờ chúng ta đã xâm nhập vào trong bụng của địch nhân cũng rất khó mang truyền thừa trở về Bộ lạc đã làm xong chuẩn bị. Nam tử cầm đầu lấy ra một bức họa, ở phía trên cũng có vô số đồ đằng kỳ quái, tràn ngập một cỗ chấn động kỳ quái. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, lập tức dẫn người điều tra dọc theo sơn mạch, dựa theo kế hoạch, vị trí phiến địa vực này hẳn là nơi truyền thừa, đồng thời hãy săn giết nhân tộc ở nơi này, chỉ có dùng máu của nhân tộc để tế tự phá giới bảo đồ, chúng ta mới có hy vọng mang theo truyền thừa trở về trở về, mang theo truyền thừa trở về, man tộc vĩnh viễn sẽ không khuất phục, kèm theo từng tiếng gào thét, hơn 10 vị cường giả yếu nhất đều là tiên thiên luyện khí hóa thần, lập tức hóa thành từng đạo từng đạo bóng đen, đánh về bốn phương tám hướng, những nơi bóng đen đi qua, tràn ngập màu máu, có vô số thanh âm giã thú gào thét, giấy ruộng, chết trong bất lực, nhấc lên một vòng hỗn loạn mới. Mà vào cùng một thời gian, Trần Khuynh Địch vừa mới lấy được phương pháp tìm kiếm thiên hạc, đang chuẩn bị ra ngoài thành đột nhiên dừng lại. Đây là đại ấn chấn cương sứ ở trong ngực, biên cuồng rung động vào cái thời khắc này, mang theo một cỗ chấn động mịt mờ. Trần Khuynh Địch trước khi đến đây cũng đã tìm hiểu qua, dựa theo nội dung trong sổ tay làm việc, có thể khiến cho đại ấn chấn cương sứ xuất hiện loại biến hóa này, cũng chỉ tồn tại một loại tình huống, man tộc xâm lấn. Đáng chết, Trần Khuynh Địch đột nhiên dừng bước chân lại, man tộc tại sao lại xâm lấn vào lúc này? Không có đạo lý a. À. Mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng thời gian sẽ không chờ đợi, lúc này Trần Khuynh Địch tự nhiên là sẽ không thể hành động tự do phóng khoáng nữa. Hắn bây giờ là trấn cương sứ thành Thanh Đế, chức trách cơ bản nhất là tuyệt đối không thể lười biếng, nếu không cho dù hắn là đạo tử thuần dương chỉ sợ là Hoàng Triều Đại Càn cũng sẽ bắt hắn để khai đao. Huống hồ hắn cũng không muốn thất trách, hít vào một hơi thật sâu, vào giờ khắc này Trần Khuynh Địch không giữ lại một chút nào, triệt để thả ra huyết khí của mình. Trong phút chốc, một cổ tinh khí lang yên thông thiên, khuấy động mà lên từ thành thanh đế, trên tường của tòa thành hiển hiện từng vết máu, tòa cổ thành có lịch sử gần ngàn năm giống như một con thần thú thượng cổ hồi sinh, từng đạo từng đạo trận văn sống lại, ra trị ở phía trên huyết khí của Trần Khuynh Địch, khiến cho cột tinh khí lang yên kia càng ngày càng cao, cuối cùng sông thẳng lên trời. Vào giờ khắc này, trong toàn bộ lãnh địa thành thanh đế, đều có thể nhìn thấy cột tinh khí lang yên kia. Một giây sau, thanh âm của Trần Khuynh Địch dựa vào trận pháp, truyền ra khắp vạn dạm sơn hà của thành thanh đế. Man tộc xâm lấn, các bộ nghe lệnh tất cả các phó giả ngoài thành, mau chóng tụ hợp cùng với đại tộc Trấn Cương gần nhất. Đại quân Trấn Cương nghe lệnh, lập tức tra tìm dị tộc xâm phạm, không được sai sót. Lệnh cho các đại tộc Trấn Cương, phối hợp toàn lực với đại quân Trấn Cương tìm kiếm man tộc, phàm là phát hiện ra man tộc, lập tức giết chết. Các võ giả tán tu khác, thời thời khắc khắc giữ liên lạc với thành thanh đế, không được sai sót. Kèm theo khẩu lệnh của Trần Khuynh Địch, toàn bộ thành thanh đế cũng lập tức trở nên oanh động. Tinh khí lang yên giống như trụ trống trời, huyết khí màu đỏ thấm trên tinh khí lang yên giống như hỏa diễm không ngừng xoay tròn, sau đó bắt đầu tụ tập, sụp đổ về phía trung ương, cuối cùng loại bỏ hết màu đen, chỉ còn lại ánh vàng thuần túy, hóa thành một vầng mặt trời sáng cho chiếu rọi hơn phân nửa thành thanh đế, vô cùng hùng vĩ. Mà theo mệnh lệnh của Trần Khuynh Địch phát ra, chống trận gióng lên, ở bên trong thành thanh đế bốn quân doanh vạn người của đại quân trấn cương đồng thời phát ra tiếng gầm gừ kèm theo từng đạo từng đạo huyết khí đằng không mà lên thành thanh đế nguyên bản bình tĩnh liền tràn đầy sát cơ bốn nhánh đại quân cũng đồng thời phát động